Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 4 năm 2021, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình đã chủ trì hội nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Sau khi nghe báo cáo tình hình diễn biến dịch COVID-19, các nội dung công việc đã triển khai và những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, ý kiến phát biểu đề xuất của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo, kết luận như sau. Trong thời gian qua với sự quyết tâm vào cuộc của toàn thể hệ thống chính trị, sự ủng hộ tích cực của nhân dân, hệ thống phòng dịch từ tỉnh đến cơ sở hoạt động tốt, nên tỉnh Ninh Bình đã kiểm soát dịch bệnh, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế, không ghi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng, thực hiện cách ly y tế an toàn cho các đối tượng, thực hiện thành công việc đảm bảo y tế cho lễ khai mạc năm du lịch quốc gia Ninh Bình 2021 triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19, kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân cấp cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Khẩn trương, quyết liệt, thần tốc truy vết, cách ly, xét nghiệm các trường hợp người ninh bình liên quan đến ca bệnh. Tuy nhiên, gần đây, sau một thời gian tình hình dịch bệnh tại tỉnh tương đối ổn định, thì đã có biểu hiện chủ quan, chưa tập trung cao trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, phòng chống dịch ở chính quyền một số địa phương, một bộ phận người dân còn chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh, không khai báo, không đeo khẩu trang, khử khuẩn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại một số nước châu Á, trong đó một số nước trong khu vực Đông Nam Á có chung đường biên giới với Việt Nam, Đặc biệt, tại tỉnh Hà Nam, tỉnh sát cạnh với tỉnh Ninh Bình đã xuất hiện ổ dịch COVID-19 trong cộng đồng, bệnh nhân 2899 và xuất hiện các ca bệnh là F1 của bệnh nhân 2899 tại Hà Nội, Hưng Yên, thành phố Hồ Chí Minh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh nhận định nguy cơ dịch COVID-19 xuất hiện trong cộng đồng tại Ninh Bình là rất lớn, đặc biệt Ninh Bình là tỉnh có tiềm năng du lịch. Để chủ động phòng chống dịch bệnh hiệu quả, kịp thời ngăn chặn lây lan trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện thành phố và nhân dân triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau. 1. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, ra soát kích hoạt lại phương án phòng chống dịch ở mức cao nhất, bổ sung các tình huống phù hợp với diễn biến của dịch bệnh. 2. Thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đề cao trách nhiệm cá nhân, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, toàn tỉnh tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch để bảo vệ tốt nhất tính mạng, sức khỏe nhân dân, hạn chế thấp nhất dịch bệnh xảy ra và lây lan trong cộng đồng, tăng cường công tác kiểm soát hoạt động nhập cảnh, tuyên truyền để toàn dân thực hiện tốt thông điệp 5K, khẩu trang khử khuẩn, khoảng cách, khai báo y tế, không tụ tập, có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm chỉ đạo các cơ sở như trường học, bệnh viện, chợ siêu thị, khu thương mại, nhà máy xí nghiệp, các điểm vui chơi giải trí, gia soát chấm điểm theo các bộ tiêu chí an toàn phòng chống Covid-19 đã được ban hành, báo cáo trực tuyến lên các cơ quan chủ quản để lập bản đồ trực tuyến an toàn Covid-19 định kỳ theo quy định. 3. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế phối hợp với lực lượng công an Tổ phòng chống COVID cộng đồng thực hiện truy vết cách ly giám sát các biến động di trú, người nhập cảnh tại các cụm dân cư và nhắc nhở người dân nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19. Gia soát kiểm tra các phương án cho từng cấp độ dịch COVID-19 khi có 10, 100, 1.000, 10.000 ca bệnh trong cộng đồng, chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, xét nghiệm để đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh, lập kế hoạch xét nghiệm diện rộng cho các đối tượng có nguy cơ cao như nhân viên y tế, người lái đò, người phục vụ tại các khách sạn, khu du lịch ra soát toàn bộ quy trình năng lực cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung của quân đội và các cơ sở cách ly dân sự bảo đảm thực hiện việc cách ly an toàn tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong các khu cách ly và lây ra cộng đồng xây dựng phương án mở rộng nâng cao năng lực các khu cách ly dân sự trên địa bàn tỉnh hoàn thiện quy trình theo dõi y tế sau cách ly phối hợp với các địa phương để đón công dân khi họ kết thúc cách ly y tế tại ninh bình tổng hợp báo cáo ban chỉ đạo của tỉnh đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 an toàn hiệu quả đúng đối tượng theo quy định, ưu tiên một số đối tượng đang phục vụ tại tuyến đầu trong công tác phòng chống COVID-19. Triển khai tích cực khẩn trương công tác đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh, phục vụ công tác tiếp xúc cử tri, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các kỳ thi năm 2021. 4. Công an tỉnh phối hợp với ngành y tế, thần tốc, quyết liệt, Truy vết các trường hợp F1, F2, F3, đặc biệt là các đối tượng nhập cảnh trái phép, quản lý chặt chẽ công tác xuất nhập cảnh, đảm bảo an ninh trật tự an toàn tại các khu cách ly tập trung, các điểm tiêm chủng, các khu du lịch, xử lý nghiêm các đối tượng đưa tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Ninh Bình. 5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động cải thiện cơ sở vật chất trang thiết bị tại các khu cách ly tập trung do quân đội quản lý để sẵn sàng đón hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất cho người nhập cảnh vào Việt Nam và người Việt Nam trở về nước cách ly tại tỉnh theo quy định. 6. Sở Du lịch Phối hợp với ngành y tế tăng cường quản lý giám sát các khách sạn, làm nơi cách ly chuyên gia nhập cảnh. Chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại các khu du lịch, thực hiện quyết liệt yêu cầu 5K, đặc biệt là việc khai báo y tế, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ngừng đón khách du lịch hoặc không tổ chức các tour du lịch đi đến từ các vùng có dịch tùy theo tình hình dịch bệnh. 7. Sở giáo dục và đào tạo Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan xây dựng phương án phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo việc dạy học và thi cuối năm, đặc biệt thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia an toàn. 8. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch COVID-19 trong toàn tỉnh, chuẩn bị các phương án giãn cách xã hội, dừng đón khách du lịch, dừng các dịch vụ không thiết yếu theo tình hình diễn biến dịch bệnh. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh không tiếp nhận chuyên gia là người đến từ quốc gia có tỷ lệ nhiễm bệnh tử vong cao do Covid-19. 9, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo Ninh Bình, cổng thông tin điện tử tỉnh tích cực tuyên truyền để người dân nhận thức rõ về nguy cơ do dịch bệnh Covid-19 gây ra, từ đó nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19, đưa tin kịp thời chính xác về dịch Covid-19 tại Ninh Bình để người dân tin tưởng và yên tâm phối hợp phòng chống dịch Covid-19. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện hướng dẫn áp dụng các giải pháp công nghệ phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ứng dụng khai báo y tế cho người nhập cảnh VHD, ứng dụng quản lý tờ khai y tế tự nguyện NCoV, hệ thống ghi nhận việc đi đến tại các điểm công cộng, mã QR code, hệ thống bản đồ chống dịch an toàn COVID-19. 10 Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố triển khai tổ chức họp ban chỉ đạo của địa phương mình để kích hoạt các tổ phòng chống COVID-19 tại cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để chủ động có các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Ra soát các khu cách ly tập trung trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ các điều kiện để cách ly công dân khi cần thiết. Xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ phòng chống dịch COVID-19, không đeo khẩu trang nơi công cộng, nhập cảnh trái phép, không khai báo y tế. Trên cơ sở kịch bản các cấp độ dịch của Sở Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện thành phố xây dựng các kịch bản cho các tình huống dịch bệnh tại địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố triển khai và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 đến các điểm bầu cử, đảm bảo triển khai các cuộc tiếp xúc cử tri, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu Quốc hội khóa 15 an toàn. Yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành, đơn vị địa phương nghiêm túc thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch đối với lĩnh vực địa phương phụ trách. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, cần kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo tỉnh để được xem xét giải quyết. Giao Sở Y tế theo dõi đôn đốc kiểm tra tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước 17 giờ hàng ngày.